Cảm ơn Hoàng Anh Nguyễn đã tặng 100 sao. Anh ngồi chơi game không nói cho anh em nghe nhạc đi anh. Hay lắm Hoàng Anh Nguyễn ơi, hay lắm em ơi. Hey, cảm ơn Hoàng Anh Nguyễn nhá. Lợn lề cay chua. Mới có cái top 1 vậy. Top 8. Mới có top 1 cái top 8 vậy. Chắc là tôn rồi cái gì đấy. Nhưng bán này dễ top 8 lắm. Bài của mình như này á, không có tương lai. Cùng giao 4 ninja. Vãi đái. Cút luôn đấy. Đấm nhau không anh à? Anh cử ngay chiến tướng Đức Anh 2K đấm nhau với em để cầm mạ. Team anh có Đức Anh 2K trùng đấm nhau. Luôn anh ơi. Các bạn biết Đức Anh 2K không? Biết Đức Anh 2K không? Mạ cứ cà khịa đánh nhau mà cử con mẹ chiến tướng Đức Anh 2K đấm nhau bây giờ. Anh yêu nghe nhạc cũ cười như vậy á. Nhạc hay em ơi. Nhạc củ này củ nọ thôi. Hay thế mà cứ nhạc củ ấy thôi. Nhà hay nhà chất lượng thì cứ nhạc củ bùi củ bọ thôi. Khát nước á? Không khát gì, bánh bình thường mà. Nhặt khung, nhặt nước mắt, nhặt biếp. Tí đánh bài ta lông đẹp đấy. Nhặt khung, nước mắt, biếp gì đấy. Xong rồi chơi bài ta lông là ván này ok, bình bình ấy. Mất con mẹ hết luôn ạ. Vãi cả lìn thôi, nhặt gậy làm quỷ thư vậy. Má, mình ping rồi mà nó thằng Quang Hy để nó không nhặt cho mình cái con củ lìn Darius đi. Cho mình cái giáp, mình làm giáp lửa, mình đép early đi. Cay chưa?
Hai đái này mà năm ra 2-4 tiền luôn mà. Uy tín chưa? Nhận em ơi, nhận chứ. Tội gì không nhận. Hy vọng thằng nốt tên này, đi. Thằng nốt tên này là Mắc Binh. Ôi, gặp nhà Suba luôn, dạ chưa. Đấm như cút luôn rồi này. Bạn này chi không tí các bạn đổi thế nào được sang cho con Olaf. Về roll form bài luôn, đẹp luôn. Ba thần tài, ba đồ tể, rác chưa? Olaf nó cứ thế rồi các bạn ạ, nó cứ thế này này. Inzu. Úi giời ơi, uy tín. Yeah. Cái mẹ, ăn lộn rồi. Đồ đẹp bay hết rồi. Lầm má. Đồ đẹp bay con mẹ hết rồi. Cay chưa? Nhảy nhót nữa.
Cút luôn, mất hết đồ rồi, cút luôn. Mất cả con Seju luôn. À, tự nhiên sao nhiều máu thế? Là Red Dog cái gì đấy bạn ơi? Red Dog gì đấy? Đẹp quá. Tổng Bùi chơi Z tinh anh đồ tể làm sao mà nổ được Tổng Bùi. Tổng Bùi đang Z tinh anh đồ tể giữ máu các bạn ạ. Tổng Bùi sắp cút tới nơi rồi đấy. Nghèo đấy, bạn này mình nghèo đấy. Để cái con Ire củ lì này này, nó mới đang là vấn đề này. Z đi chọc bị gậy này được rồi. Cái lì má con này chặn chặn đúng bên thế. Máy quá giờ một khẻ không ra đam. Ngon. Cháy được một tên rồi. Lên 7 quang rôn kiếm tinh anh nhé các bạn ơi. Con lợn này đỏ chưa? Nhặt đi, làm trò hoài. Rác chưa? Tiên phong bí ẩn luôn, kiếm súng ếch tách các thứ luôn. Cút rồi. Mà để ra giáp là nó comeback rồi đấy. Đừng có giáp nhá. Ra giáp và comeback là chết con mẹ cái lobby này luôn đấy. Ngon. Ngon. Ui chết rồi. Tốn máu rồi. À quả đồ này tốn máu rồi. Bây giờ mình chuyển có vài cái nen được không? Quỷ thư, giáp thần, vuốt rồng. Không. Chuyển làm gì các bạn ơi, chuyển làm gì? Bài này không cần chuyển, bài này mình chơi tạm thôi, mình chơi tạm form này cũng được. Chơi tạm đi. Ui à, vắng đầu thế. Đồ chưa lắp được ấy, tội chưa. Ash. Cảm ơn Thành Mu đã tặng 10 sao, chúc A Mạnh buổi trưa vui vẻ. Anh cảm ơn em nhiều nhưng mà đồ anh xấu quá.
vẽ chưa? Check cái bạn đã. Hai phần trăm. Cảm ơn Đêm Quốc Thái đã tặng 10 sao, nghỉ đi ăn thôi anh ơi. Từ em ơi. Má mắt bị ép hoài luôn. Mất cung luôn. Cảm ơn Thành Nhu đã tặng 10 sao, mạnh mẽ lên anh ơi. Ok ạ. Bro này đi két đồ mình luôn ạ. Bro này không cần cũng nhặt. Hay thế. Cung biết. Chơi hết đồ. Lại găng cút luôn. Cảm ơn Thiên Phúc đã tặng 40 sao. Meta giờ cứ 4 tiên phong kẹp hệ là auto vào top à anh? Kiểu đấy em ơi. Nhạc gì đấy? Trời ơi, nhạc mới chả nhẽo. Cút luôn. Xin chú Kiều tí nhạc. Giờ là mình chỉ dám bật lít bằng Kiều thôi, các bạn thông cảm mình nhá. Chú Kiều hát vừa hay là còn an toàn. Nhơn. Biết ai là chiến tướng chưa? Biết ai chưa? Lợn con bồi này. Ui sao mình đánh nhau mà cứ random đồ đây là ok, lắp quyền năng cho bạn luôn này. Không được. Uy tín mà, đánh uy tín mà. Hai Solari thì cũng được. Giáp gai thì không cần lắm. Hai Solari cũng được. Từ phong mày lên 9 được chưa? Được đấy. Phải lên 9 được đấy các bạn ơi.
Đấy là 9 được đấy. Đó. CC đến chết. Ui Samira. Mà này bổ 4 tiết phong hơi mệt, hơi mỏi tay. Samira đang đủ an toàn quá. Z với chúng tôi, lại Z với chúng tôi. Đóng băng cái lửa. Kéo về, bắn. Ê à, ê à, tưởng thua. À, tụi bùi vẫn dẫy này. Ta lông rồi, thua rồi. Xin thua. Bịt lại gấp. Gặp quả bài Lee Sin là hơi mệt đấy. Ông vợ thằng Bùi tỉnh chưa? Má, vợ thằng Bùi tỉnh thế. Má, nó dí mình này. Cũng cần vào tường chồng đít lên vậy. Cái gì? Cút luôn. Nhờn với anh Brom à? Cút luôn. Cái gì thằng Bùi? Cái gì thằng Bùi? Bùi với chúng tôi à? Má nó định nhắc giật tóc gai cho Olaf. Tụi Bùi với chúng tôi à? Mà à. Cút luôn. Olaf bổ tôi chết. Sao mày lại cầm thông đạo hả con chó ngu? Thì mẹ mày xếp hay như thế rồi, mày random ra thông đạo với con mẹ mày à? Xếp hay như thế rồi thì mẹ mày random ra thông đạo tự tay bóp sái kìa. Chết luôn nếu nó gây đam mà. Địt mà à. Xếp hay như thế rồi. Cái lùn ma. Xếp hay vãi lìn rồi. Xếp quả mắc con mẹ nó cả cái tầm luôn rồi.
hay nhở, lên level không lỗ được con Samira này. Chết rồi, nặng tội rồi. Nó không gặp bài quên bài ta đông nặng tội rồi. Ôi ra đồ ngon quá, Samira mắc binh rồi đấy. Ờ, no more, no more, no more, no more, no fucking more. Đi, phút mẹ cả ngày luôn. Phút cả ngày. Cho cụt lên trên được rồi, cụt lên trên được rồi. Đạp thế. Bài này mà thua thì nhái vãi đai luôn. Sáu Thiên Phong đánh nhau kêu bạn. Ngon. Tuần này ăn rồi đấy. Tuần này ăn chắc rồi đấy. Tuần này thua mẹ bằng mắt à.
Cảm ơn vô tình mất em đã tặng 100 sao, hay a.